Bông súng được người dân ở Hậu Giang chọn trồng đa phần là bông súng Đà Lạt. Đây là loại bông súng dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, năng suất lại đạt rất cao. Sau một tháng rưỡi trồng là có thể cho thu hoạch. Nếu chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch kéo dài trong 3 đến 4 tháng. Mỗi đợt thu hoạch cách nhau 7 ngày. Trung bình với diện tích 1.000 m2, mỗi đợt thu 500 đến 600 kg bông. Hiện thương lái thu mua ở mức 4.500 đồng một kg trừ hết chi phí cho thu nhập hơn 2 triệu đồng, tương đương một tháng có 8 triệu đồng theo nhiều nông hộ trồng bông súng bông có thể trồng quanh năm nhưng trúng nhất thường là mùa nước nổi bởi nước cao bông súng sẽ ra bông dài hơn nên cho năng suất cao hơn những mùa khác trong năm